trồng rừng, giữ rừng, thậm chí sử dụng 5 hecta đất canh tác để làm rừng cho những con cò trú ngụ. Đó chính là việc làm của bà Vũ Thị Khiêm, người đàn bà 85 tuổi ở xã Hải Liệu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Tìm về Lập Thạch vào một ngày tháng 2, chúng tôi được bà Khiêm đón tiếp nhiệt tình. Bà không ngần ngại chia sẻ về cánh rừng cò mà bà đã gắn bó hơn 50 năm cuộc đời. Con mà nó chỉ huy đầu đàn chả hạn, nó bay lượn mà nó phát hiện cái khu vực mà yên tĩnh hay khu vực cây cối nhiều thì nó có những cái mà để ý để là cái tập đoàn của nó. Nếu mà nơi nào mà nó ít và cây cối ít thì hay bắn phá, hay chặt, hay ngả cây ngả cối thì nó chả hợp. Men theo lối đi lên rừng cò, xung quanh đều là tre, nứa do chính tay bà trồng để cò đến cư ngụ. Tôi đang có mặt tại cánh rừng cò của bà Vũ Thị Khiêm. Tại cánh rừng này, hàng nghìn con cò về đây cư ngụ từ thời cha mẹ của bà Khiêm cho đến đời bà vẫn giữ được nếp đặc biệt này. Rừng rộng nhưng chỉ có một mình bà hàng ngày chăm sóc cây, phát quang cho cánh rừng sạch đẹp. Ít ai nghĩ rằng người đàn bà ở tuổi gần đất, xa trời đã từng một mình chống lại những kẻ săn cò nguy hiểm. Và dù hoàn cảnh gia đình có khó khăn đến mấy, bà cũng không bán đi dù chỉ một nhành cây, một con cò. Bởi với bà, mất đi chúng là mất đi một phần cơ thể. Loài cò có một tập tính rất đặc biệt. Nếu gây rừng cho cò ở thì mãi mãi cò cũng không ở cánh rừng đó. Còn nếu như cò đã tự chọn mảnh đất nào thì cả đàn của chúng sẽ ở đến trọn đời. Có lẽ cánh rừng của bà Khiêm thuộc loại đất lành chim đậu. Loài cò chắc cũng cảm nhận được tình cảm của bà Khiêm dành cho chúng nên mới gắn bó với bà, với gia đình bà đến hết cuộc đời. Tre già mang mọc, mỗi gốc tre đổ xuống sẽ lại có những cây mới mọc lên. Nhưng liệu sẽ có ai tiếp quản cánh rừng của bà Khiêm nếu một mai bà không thể lên rừng và tiếp tục công việc hàng ngày của mình nữa? Điều khó khăn nhất của bà bây giờ có lẽ là tìm một người kế nhiệm để khu rừng này trường tồn mãi mãi.